Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay sau siêu nông nghiệp đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình vào phát cỏ ruộng nhé. Để mình quay lại cho mọi người xem. Mình tự đi quay lại công việc của mình làm thôi. Mọi người hãy thông cảm chút. Tại vì công việc mình làm thì vất vả lắm. Làm nông nghiệp thì phải chịu khó thôi. Mình quay lại hoàn cảnh này cho mọi người xem công việc mình làm hàng ngày của mình nhé. Hơi phức tạp một tí, mọi người hãy thông cảm một chút nha. Tại vì không có người quay hộ giùm mình thì mình tự lắp camera tự quay thôi, cho mọi người tham khảo tí. Ah.
Thôi nha mọi người, mình nghỉ ăn cơm. Mọi người hãy thông cảm nhé. Đây, cái công việc của mình phát ngày nay. Còn một ít này, chưa phát. Tí mình quay lại cho mọi người xem mình phát nha. Tại vì làm một mình thì mệt quá.